Hello cô chú anh chị đã quay trở lại với kênh YouTube của mấy anh em mình nha mọi người. Chào mọi người. Chào mọi người. Quỷ nỉ báo lắm nè. Uống mấy chai xỉn luôn. Báo không à, có ngày quần đau mà. Có thiệt không mày? Làm gì có. Mày ơi. Nhiều khi có nói vậy chừng có thiệt luôn mọi người. Không có nha. Đó mọi người, thì anh Hai sáng lúc trưa anh Hai cái chân anh Hai nó bị đau mọi người. Giờ nó xịp xuống rồi, nó đã sưng. Nhưng mà nó vẫn còn sưng nha. Đó, đầu sưng là nó là không biết bị gì luôn. Đó, cái chân của anh Hai ngủ một đêm tới sáng dậy cái nó bị sưng nha mọi người. Nhiều khả năng là bị gút. Có rồi. Chơi thể thao rồi vô. Sáng mà bị vậy chắc gút morning nên chứ gút gì. Được, gút morning rồi. Đó, mình thấy vậy nên mình bữa nay mới mua cái món này về ăn. Kiểu như là nó không có chất bổ gì hết mọi người. Trời. Chứ giờ nay bị vậy mà đòi ăn gì nữa. Trời. Không ăn tôm cua rồi được. Sao ăn được. Trời. Nếu mà bị bệnh gút là anh cử hết ba hải sản hết á. Bị gút là không được mà ăn. Tối này anh có ăn hải sản đâu. Ý nói là đó, không phải ăn hải sản không, thịt tà nhiều giống như là mình dư đạm á. Tối anh có ăn hột vịt lộn nha. Ý nói bị gút là mình bị dư đạm hiểu không? Ừ, hột vịt lộn có đạm á. Nè sau này mốt anh Hai khỏe đi chơi thể thao rồi vô. Để cho sức khỏe hơn nữa. Bóng rổ, bóng chèn. Bóng rổ âm mà nhảy gì bóng rổ anh nhảy tới là bóng 10D rồi á. Đá banh, đá bóng gì đó. Đó nên bữa nay nói chung ăn đồ ít chất bổ một xíu mọi người. Đó thì dưa leo với đậu hũ này mình làm đậu hũ chiên xả. Đó sẵn đây mình cũng giải thích cho mọi người hiểu luôn. Thì hôm qua mình có quay clip mà mấy bạn nói tụi mình diễn dàn dựng rồi thả cá dưới rồi thả chim chép vô. Nói chung là mình cũng không hiểu làm sao nữa. Thì cái này mình giải thích cho mọi người hiểu luôn nha. Thì mọi người nhớ clip hôm trước mình lúc mà clip lúc thằng Nghĩa còn làm mọi người tụi mình đi lưới á. Đó cái clip này nè. Cái clip mà đi lưới cá thì Kiệt có nói á, là Kiệt có mua 15 kg cá lóc thả dưới giống như mình thả với mương mình nuôi luôn đó để dành ăn từ từ mọi người. Thì nhiều khi mình bắt lên mình lâu cái mình buồn cái mình chích đem mình chích hai lưới này kia ăn vậy đó mọi người. Thì nhiều khi nó còn sót 1 con 2 con chứ tụi mình trong lúc quay clip là tụi mình không có dàn dựng nha mọi người. Còn chim chép là dưới mương mình là bao la luôn nha mọi người. Chim chép dạ. Mình thấy các bạn comment mình nhiều cũng... nha mọi người. Mình cũng nói với mương sao có chim chép rồi, với mương thì tất nhiên mới có chim chép rồi. Tại vì lúc trước á mọi người, mình bơm nước ra nước vô nè, với lúc trước đi bắt chim chép về cái mình thả mương vài con cái tự động cái mương mình nó nhiều chim chép nó đẻ mọi người. Đó mọi người nào. Còn cá lóc á mọi người như vậy là nó ít rồi nha. Mua 15 kg mà hôm nay ăn được có 4 con à. Hôm qua có một con kia nửa con đó. Một con với hẳm lúc trước còn Nghĩa còn bắt một con nấu kho chứ cũng kho canh nào cái clip mà mọi người nhớ cái clip mà mình lưới clip trước Kiệt có nói rồi đó mà không phải là tụi mình dàn dựng đâu mà tại cái đó là tụi mình lúc trước Kiệt kiểu như bà chị bán cá ế mọi người còn 15 kg rồi mua đem về thả nương luôn chứ giờ 15 kg ăn đâu hết để ăn từ từ mà đi đâu mất tiêu đó đi hết rồi còn thì đó mò qua mò đã đời luôn con đó chứ không phải là tụi mình dàn dựng đâu còn chép chép với mương là vô bầu là số. Đó, mình muốn nói cho mọi người hiểu chứ mọi người hiểu về anh em tụi mình chứ còn tụi mình nếu mà muốn dàn dựng á mọi người thì mua đại 5-7 con gì quay clip cho nó hay hay chứ tự nhiên mua con dàn dựng thì mua nhiều chứ gì đâu mà có vài con mà đúng không mọi người nghĩ cái đúng không đó mình cũng muốn nói cho mọi người hiểu luôn là vậy rồi thì hiện nay thì chuyển thôi giờ cái món này thì chủ yếu là chiên rồi sắc ra chấm tương ớt mọi người ơi. Đấm. Vậy đi. Sắc xả đi, nhờ người sắc xả. Rồi. Người sắc đồ hũ. Đây. Ăn cơm chiều rồi. Xin quê miền Trung em giờ đây đó. Để chiên nha mọi người, để cho chảo nóng. Chiên ông cha dậu dê được chưa nữa lại đi nữa rồi ok dạo tàu mình chiên đậu hũ nha mọi người đậu hũ thì mình sắc làm rồi bữa nay chơi miếng bự bự đi chơi miếng bự bự mới đã hôm nay chắc dư đạm hay gì mình cũng nên tiết chế lại bớt đừng ăn đồ dư đạm nhiều đúng. Quá đừng ăn mỡ nhiều quá ăn nạc nhiều vô nay đang sắc
xả nha mọi người, gần phát chiên. Thì cái này mình chiên đậu hũ trước một chút rồi mình xả với ớt mình ướp vô đó, xả với ớt mình ướp vô rồi mình chiên xả với ớt xong mình rưới lên đậu hũ nha mọi người. Thì cái món này nó cũng đơn giản, thì món này thì dễ làm. Quê hương là chùm khế ngọt mà cho con chèo hái mỗi ngày, mà cho nên mình nấu gì trời, mình ở quê mình vậy. Đừng hồi nãy đừng nói mình có tròn nên mình làm thiệt không mày. Giờ mình ngấu ngáo kìa. Tùng quá, không có. Mày thấy không? Mày khai không? Thấy không có. Uy tín thầy à. Mày khai không mày? Chứ không có mọi người ơi, nói chung vẫn vui anh em quay clip vậy đó, cái nghề này mọi người cũng hiểu rồi. Mà mình hết hồn hết vía anh em chửi nó quá trời chửi luôn. Làm nghề này phải nói chuyện đồ cho có cho mọi người đồ giải trí đầu óc mà. Ê xôi cây dầu xôi dầu xôi. Nói chuyện thấy quên không? Luôn hả? Mọi người đi làm về mọi người đồ có video rồi để coi đồ thấy không, thư giãn đầu óc đồ. Không hay có mà tạo quá vấn đề đúng không? Nói chung là mọi người coi clip trên tinh thần giải trí thôi. Mọi người coi trên tinh thần giải trí thôi, đi làm vẻ thôi. Đi làm mệt mỏi về bắt clip lên coi clip giải trí. Thích chứ thì coi, à, không thích thì bữa đó mình không coi. Đúng, đúng, làm cái nghề này rồi thì mọi người cũng hiểu mà. Thì có người thương, có người ghét. Thôi, chị đôi chiên đây, đừng nói nào. Em tính nói đạo lý rồi đó. Nói chút nó tụi bậy nữa. Thôi, giờ mình lo chiên ha mọi người. Cái này phải chiên nhiều mẻ rồi, một lần 6 miếng. Một lần 6 miếng nhờ mới được. Mình chiên 3 lần. Chiên 3 lần, một lần 6 miếng nha mọi người. Hồi xã này chút mình có bọc không, để vậy luôn ta. Để vậy luôn ha. Để vậy cái mình ướp miếng mắm với miếng đường vậy đó. Cái mình chiên xong rồi mình xối lên. Xối xả. Phát nãy sắc cục luôn nha mọi người. Em sắc đẹp lắm mọi người. Sắc mấy khúc xả trộn lộn được không? Này dễ rồi nghe mọi người. Thấy là như sao? Là 6 cái này là chín rồi, giờ mình gắp ra mình xếp đều để cho nó rất có nhiều dầu xíu phát cái dầu không á. Mọi người. Cái này đơn giản quá. Bữa nay ăn cái này cho nó đỡ tốn kém một xíu. Quê hương mà. Dẫn chơi cái này là thử hôm nay làm kênh YouTube mà nào giờ làm ẩm thực đâu có làm ăn mấy món này đâu. Có chứ. Có hả? Bữa có là chắc lúc em nghỉ quá. Bữa nghỉ rồi. Tụt view quá. Vậy? Không có tiền ăn sang, ăn đậu hũ đỡ. Khổ quá, ăn đậu hũ đỡ. Ngày bữa xuống ăn trái cây luôn á. Khổ quá. Ăn đậu hũ mà tĩnh tâm lại. Gì nữa? Nói ngâu ngáo đâu không ngâu ngáo đâu không chị. Nói kể nói ai cười được cười, không ai cười được không. Đậu hũ tụi mình đã chiên chín hết ráo rồi nha mọi người, giòn lắm rồi á, nãy giờ để giờ nó muốn nguội là nó muốn hết giòn nữa chứ. Giờ mình cho xả vô chiên nha mọi người. Thì xả thì mình cũng nêm sơ sơ, nước mắm rồi vô. Nước mắm, ngọt, đường. Thấy chưa? Rồi. Vô. Ê! Mình đổ miếng dầu thôi. Dầu á. Coi chừng nổ quá. Nổ á. Bóp. Đã vàng cái mình xối lên đây nha mọi người. Thơm ghê không? Quá hợp. Chưa hết thơm hả? Để vô là thơm. Để vô là thơm hả? Trời ơi, nó chơi hết gà số luôn hả? Chơi hết gà số ha. Để quá chung mấy rồi mọi người ơi. Vàng màu quá tươi đẹp á, đừng làm vàng quá nó cứng ngắt à. Quá chuyên nghiệp. Chuyên nghiệp không? Chuyên nghiệp. Hoàng máy đỉnh. Hồi đó làm ngon lắm giờ đỡ rồi á. Bớt ngon rồi. Bớt ngon rồi ha. Đó, tươi. Đó, thôi. Cái làm miếng vậy đó cái khó luôn, xả rồi ở trên này đó. Em lấy từ đó em xếp lên cái miếng này nữa thôi cho đẹp ha. Đó.
giờ mời mọi người ăn món này vừa quất nguyên trái luôn ha. Người cầm ăn đi, cầm trái luôn. Trái đi. Đúng rồi. Rồi anh Quang. Chú Tiên đi, anh mở màn đi. Anh làm món miếng bên này tới đây. Đây. Cái này bây giờ dắt mình xịt vô đây, tương ớt vô đây luôn mọi người. Nói chung rửa tay hết rồi nghe mọi người. Sạch sẽ rồi. Không sạch nhờ em cũng ăn chứ. Có ai ăn đâu. Chứ có ai ăn đâu. Chứ không phải như em cầm em đút cho anh ăn á. Đây, xịt tương ớt lên nha. Này mình ăn đồ ít chất một xíu đi mọi người. Đây, mình mời mọi người miếng nha. Đậu chiên sớt. Ui ơi. Đây mình mời mọi người nha. Vô. Tay cầm em trái dưa này nó tắt. Anh nhớ hồi xưa đi học á, rau bán cái miếng đậu hũ cắt chéo hình 1.000 1.000 miếng phải không? Ừ, 1.000 miếng, 2 miếng là 2.000, 3 miếng 3.000. Hay ta. Có ăn. Giờ bây giờ hiện tại vẫn còn thôi. Bây giờ vẫn còn hiện tại chi đậu hũ mà. Thả hạt dừa ăn ngon lắm. Rất là thơm nha mọi người. Nó dừa không cứng, không phải dạng mà nó ăn giòn cứng không? Đó, chưa thả gì rồi. Chuyện khác quá là không ngon. Quá tuyệt vời. Thơm. Cay cay, nhẹ nhẹ. Vô rồi. Món này là chiên da để nhậu. Hay chùa luôn ha. Nhưng mà nãy anh thấy nó nhậu rồi, giờ nên nó ăn không. Mà ăn không? Giờ tao đề nghị mày ăn xong mày nói nha, chứ mày không ai nghe gì hết á. Nói chung giờ ăn đi mọi người. Trời ơi, nhậu nghe ngán quá. Đúng rồi. Nhậu nhiều quá, chân á. Anh đang nói ăn luôn á. Em mời mọi người một miếng rồi mới được. Kiểu ăn luôn em. Mà. Ngon lắm á. Nhiều lắm mà. Bữa nào đói dữ lắm mà mới quất trước. Đây mọi người. Như hôm qua mình mời mọi người làm cơm á, chiều hơi đói. Mọi người thấy hấp dẫn không? Đơn giản nó rẻ nha nhưng mà nó cũng rất là ngon nha mọi người. Mời mọi người nha. Vô. Quá đã, tôi chịu nổi. Nói chung là ngự rồi, ngập cái mồm luôn á. Nói chung mổ quê mà. Có gì ăn đó. Ngon mà, cái này mua mà. Ngon mà, chứ không phải giả đâu. Alo. À, giao hàng ấy gì anh? Giao cái gì anh? Anh giao hàng bên Shopee ha, bên nào vậy? À em ở Nhật Tân, ở chỗ cầu Nhật Tân quẹo xuống á. Cái cầu ngay chỗ Nghĩa Trang lại xíu á, ngay công an nước mía á. Đúng rồi. À rồi cứ chạy tới gần đó đi chỉ cho. Mới không biết nhà, còn chưa mấy thằng cũ đang ngủ vậy nên cái nó bỏ đó luôn à. Thì về luôn mai nó lại lấy tiền. Vậy mấy người đó người mới ha. Mới nay kia thằng cũ nghỉ rồi. Không có. Không có cảm giác nào mà đói bụng vô ăn ngon. Hết mấy miếng mình nhiều tả rồi. Nhìn cũng ngon quá, mình là mời mọi người miếng luôn đi. Giờ mình chấm này với để mà mình chế tương ớt ra chén. Ủa nãy giờ chế không chấm chén trời. Mời mọi người nha. Mời mọi người dùng với mình nha. Quá tê. Hình như ở mấy quán mà uống bia hơi rồi. Cũng có mấy quán ngủ chiên ớt còn có.
cái món này là đặc trưng của quán nhậu rồi. Thường thường tại cái món nó lẹ, dễ ăn. Lẹ nữa. Lẹ. Ra kêu dễ đồ hủ, 30, 50. Quá ngon mọi người. Đồ hủ thì mà mọi người nha. Vô, giòn giòn ở trong thì mềm. Đây, cuốn không nhau mọi người. Mọi người. Quá ngon. Cái này mà này mà cũng nóng quá, cơm á. Ừ, ừ. Em nóng hơn. Cơm nó hay không? Mày uống tô cơm nó hay không? Uống trà, uống trà. Wow. Vô mọi người ơi. À, những người hết mọi người. Mới làm hai miếng quá đã. Rồi bữa nay thì chủ yếu là mình làm món ăn này ăn cho ăn này để chứ được bữa nay mà làm món nào ngon ngon ví dụ như thịt này thịt kia nữa, nay ăn bữa nó chắc cái giò sưng chù dù luôn quá. Anh ăn 5 miếng hả? Mình mai cái sưng nó chứng tỏ là mình không phải bị bệnh gút rồi. Này nó nếu bị vậy mình cũng phải nên đi khám, cái này mình không biết nữa mọi người. Mà ông ăn đồ hủ nha, ăn đồ hủ bị cứ bị gút ăn đồ hủ nhiều khi nữa. Không ăn đồ hủ đi ngoan gì thấy gút đâu. Dễ gì? Gút là do đạm nhiều quá. Như dư đạm ha. Ừ. Dư chất. Có ăn gì đâu dư đạm. Dư chất á, ăn chỉ như là cái cơ thể mình dư chất nó sẽ bị sưng lên. Tạm miếng nữa, 6 miếng nha. Khỏe quá mọi người. Rồi thôi, giờ mấy anh em mình sẽ dừng video ở đây nha mọi người. Đó. Hẹn mọi người gặp lại những video sau nha. Chúc mọi người là... chúc mọi người coi video vui vẻ nha, giải trí đầu óc nha. Đó, rồi khi nào mà video nè của cái kênh Kiệt Bắt Tem khi nào mà đủ 10.000 người đăng ký thì tụi mình sẽ đi sinh tồn nha mọi người. Đó, 10.000 người đăng ký sinh tồn 24 giờ. Tùy tới đó mình tính có thể 24 hoặc là 48, một ngày một hai ngày đó cho mọi người xem. Thôi 7 giờ tháng đi chơi cho đã, đi là lạc đổ sinh tồn đồ trên rừng núi rồi á. Khôn ghê không? Núi là cứu hả? Lên biển đồ sinh tồn á, biển đồ. Đi biển không? Có dạ. Mọi người biết cái biển nào để mình quay clip sinh tồn được không ta? Cho chỗ nào biển nào? Biển Đông á. Bãi biển nào mà người ta cho cắm trại á, chứ không phải có bãi biển là không cho cắm trại nha. Phú Quốc đồ. Phan Thiết đồ nè, nhiều biển mà. Thì trước mắt là khi nào mà kênh Kiệt Bắt Tem được 10.000 người đăng ký, mình sẽ làm một clip sinh tồn. Đó cho người xem trước, rồi tới đó làm clip sinh tồn xong mình sẽ tính tiếp. Đó, vậy đi. Tại khu vực của mình á mọi người thì mọi người cũng biết rồi, đó giờ không có chỗ sinh tồn. Muốn sinh tồn phải kiếm chỗ cực lắm mọi người. Thì có bạn cũng có vấn đề, bạn kêu là mình đi lên mấy khu vực khác để sinh tồn. Nhưng mà tại vì mình cái khu địa vực đó là đất của người ta á mọi người, mình cũng đâu có lên mình làm đà bậy bạ được. Dù mình có quen biết mình mới lên mình quay được chứ đâu phải mà đất đồng của người ta mình đâu có vô mình quay được đâu mọi người. Vô sợ ta chửi lắm. Đó thì bạn nào có khu vực nào có thể cho mình sinh tồn được thì cứ nhắn mình nha, đó mình tới mình quay. Mình cảm ơn các bạn rất nhiều luôn. Còn thôi, giờ mình xin chào tạm biệt mọi người nha. Hẹn gặp lại mọi người ở những video sau. Bye mọi người.